Arena. Những trận đấu hấp dẫn của Yobot NFL Spring 2022 đã có mặt trên tất cả các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Nhớ đón xem tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 năm 2022 trên fanpage YouTube Boya của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports nha. Họ gọi phe là siêu tân binh. Không, chúng tôi là nhà vô địch. Bóc phét ít thôi bạn ơi. Tôi là tôi thấy cái hơi sớm rồi đó. 22 điểm cộng 13 vô ra là những con số không biết nói dối. 1, 2, 3, 5. Bạn có đánh rơi gì nào không? Số thì chỉ đếm cho vui thôi. Có bạn ơi. 1, 2, 3. 4 mặt của Heavy mới vui nhé. Dạo này ít chạm mặt nên mình ra quên một mình rồi đúng không? Và thôi để đẩy lên dành cho Buffalo, anh ta muốn clear, anh ta muốn có được cú quét sạch. 3 điểm ở gục đã dành cho Buffalo. Và Buffalo tiếp tục hạ gục được người cuối cùng. Ngày xưa người ta bảo thiên đường là nhà của Heavy là sai rồi. Heavy, ông vua mắt thiên đường, sai thế nào được? Thiên đường phải là của Banda. Vì mình đi tới đâu, thiên đường theo tới đó. Tụi mình đã có lòng nhường khu rồi, mà bạn còn nói thế. Chịu thôi. Cao nguyên đá là tụi mình nhường cho Heavy mà tán. Chắc bọn mình phải lấy lại danh chạy với ngã ba thôi. Nếu đủ khả năng thì bơi vào. Ấy chà, Hắc Quy tới 1-7 các bạn rồi. Chúc mừng nhé. Top 1 thì hơi dễ. Có cái nào khó không? Không, không hề đơn giản dành cho các thành viên đội tuyển phe. Quyết định tông lên với hai thành viên của họ chắc chắn sẽ không thu lại được gì. Và phe dừng lại ở vị trí thứ 4 sau màn chạm trán cùng với thành viên đội tuyển Hắc Quy với sự xuất sắc đến từ Neo. Bắn thì chết đấy, nhưng gặp phe vẫn chạy thường à. Bọn mình chạy khi nào vậy nhỉ? Không nhớ à? Vậy cuối tuần này cho Quy chạy nhá. Và bên phía kia thì SQ còn lại một người, Vigamic còn lại một người, Vigamic đi trước, SQ đi sau. Và đó chính là điểm mạnh của bên phía phe. Tôi đã nói về cái hôm này rồi và phe họ làm rất chuẩn. À, sợ quá sợ quá. Phải clip phía tôi. Tuần này đầu bảng cho Hắc Quy. Tuần sau nằm mơ đi. Về vấn đề tôi thích của Hắc Quy. Để nói về sự tôi thích của Hắc Quy. Tôi thích thì đội này chả có. Hắc Quy mà tôi thích sao? Chạy đám nó được ăn được không? Chết bò luôn. Chết bò. Nên bây giờ tao hỏi mày này, mày chạy đám nó một cục nó mày ăn được không? Là chuyện bình thường mà các đội đều mắc phải. Nhưng ở Hắc Quy sẽ có phần gây gắt hơn rồi tiếng khác. Hắc Quy tôi xích nhưng mà vô địch châu Á. Tụi mình thắng cũng cãi nhau, thua cũng cãi nhau. Tại vì đó là đặc sản của Hắc Quy mà. Các bạn bảo mình không đi đầu á. Thì đơn giản, meta hiện tại không hợp với mình. Có lẽ đội trưởng của Hắc Quy cần một thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cách kêu gọi ra sân của Neo cần phải thay đổi. Neo cần bình tĩnh hơn và để ý đến suy nghĩ của các thành viên khác. Đôi khi hành động của Neo sẽ khiến cho bọn em bị tâm lý và khó xử lý trong giao tranh. Cháu phải ngọn nhạc nào chạy ra đặt keo tao. Mày tao đặt keo rồi đi. Đặt keo. Mày để nóc làm gì? Ngồi nửa tiếng không nóc nửa tiếng không á ba. Trên nó bắn. Mày ở bên nhà không bắn qua. Hãy giữ cho mình cái đầu lạnh để có thể thay đổi. Hắc Quy chắc chắn sẽ thành công trong mùa giải lần này. Giải đấu Yobot NFL Spring 2022 Rush và Wood tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.